Quan Tiểu Tây, đây là cơ hội tốt để cho ngươi lập công chuộc tội. Tiểu Lập, từ xưa hiệp khách phải trọng sự trung nghĩa, ta không thể phụ lòng hoàng thượng. Muội biết, cho nên muội đến để quyết đấu với huynh. Tiểu Lập, muội yên tâm, không ai có thể làm hại muội. Nếu huynh làm hại muội thì sao? Vậy thì huynh sẽ đi chung một đường với muội. Thank you.
Sao huynh không giết muội? Huynh không thể làm cho muội bị thương được. Ngoại trừ phi đao, những công phu khác muội không biết gì cả. Không sao, sau này huynh sẽ dạy cho muội. Huynh biết muội thích phi đao, hãy để huynh tặng cho muội một cây. À, đẹp quá à. Làm rất tốt. Nếu kinh mạch của ả đã bị đứt thì trẫm tha không giết ả. Đi đi, đi về mau. Sư tỷ, sư tỷ. Hả? À, tỉnh rồi. À, mà mình lấy thuốc, đẹp thuốc lên đây. Thế nào rồi? Sao ta lại ở đây? À, chúng tôi phát hiện cô ở trước cửa. Cô không cần phải sợ, bây giờ an toàn rồi. Này này, đừng có nhúc nhích. Cô bị thương rất nặng, tuyệt đối đừng cử động nha. Cứ nằm nghỉ đi. Tuyệt đối đừng cử động, cứ nghe lời ta ha. Nằm nghỉ đi. Hoàng thượng, tội tần sao dám phiền hoàng thượng đại giá. Đứng lên. Trẫm không trách tội ngươi. Hả? Như vậy đi, trẫm sai ngự thiên phòng mở cho ngươi một bến. Hoàng thượng đối với tội thần ân trọng như núi. Tội thần không cần hãy mở miệng là tội thần, trẫm cũng không trách ngươi. Ngươi làm như vậy không phải giống như trở ngược lại mắng trẫm sao? Tội thần không dám. Được rồi, trẫm cho ngươi nghỉ phép. Trẫm cho ngươi nghỉ không ăn lương nửa năm, ngươi thấy như thế nào? Thật à? Đương nhiên rồi,
Ngay cả bọn Lâm Thiên Bảo cũng không được ta khoản đãi như vậy. Tạ chủ Long Ân. Nhưng mà trẫm phải có điều kiện. Xin hoàng thượng cứ nói. Lúc nào trẫm cần ngươi thì ngươi phải lập tức xuất hiện. Không vấn đề gì. Lùi xuống đi. Thần cáo lui. Không được, trẫm phải thử mới được. Quan Tiểu Tây, qua thượng. Được, Lâm Diễn có thể xuất quỷ nhập thần, trẫm rất là hài lòng đó. Tả hoàng thượng. Dung Nhường, từ khi chúng ta đến Giang Nam, sao trên đường đi gặp rất nhiều ăn mày đến như vậy? À, Tam gia, chúng ta đã đến phạm vi của cái bang rồi. Thiên Bảo, hả? Giờ ngươi lại không cho ngươi ăn cơm sao? Tam gia, ở nhà thần cũng giống như là bọn ăn mày vậy đó. Được cùng ngài di phục sức tuần, coi như là sự giải thoát cho thần á. Được rồi, tính tiền đi, để cứ tiếp tục ăn như vậy thế nào cũng no chứ. Dạ. Hả? Tôi chết. Ta để quên ngân lượng ở phòng trọ rồi. Công phí mà quên cũng muốn tham ô hay sao vậy? Nè. Tam gia. Hai người có từng nghe nói hoàng thượng đem theo tiền bao giờ không? Hay là chọn đại một món trên người của ngài đem cầm đi có được không? Còn chưa đủ cho trẫm mất mặt hay sao chứ? Đem đi đổi một ít ngân lượng đi. Có củ để ăn. Tạ tam gia. Tạ tam gia. Đi mau đi mau. Tham kiến quý công công, đây là thư của ban chủ cái ban chúng tôi gửi cho ông đó. Trưởng lão thiên địa hội chúng ta có chuyện quan trọng muốn tìm các đường chủ thiên địa hội để mà thương lượng. Về bao dây trưởng lão của các ngươi, ta sẽ liên hệ với các đường chủ của ban, ngày khác sẽ tới thăm. Dạ được, được. Cáo từ. Cáo từ. Cáo từ. Tam gia, mắt kính đã cầm rồi, đã tính tiền rồi, đây là tiền thối lại nè. Đưa cho Dung Nhật cất đi. Để thầy cất cho. Mời coi bói. Xin mời. Phải vị công tử, hãy xin dừng bước. Mời coi bói đi. Ta bói ngang ngửa với Khổng Minh, tương đương với thần tiên đó. Không có tiền, không coi. Nè, nếu như đã ngang tài với Khổng Minh, vậy thì chúng ta cứ thử xem đi. Xin mời. Mời tiên sinh bói thử cho vị đại gia này trước. Xin mời đại gia. Viết cho một chữ. Viết phức tạp quá, e rằng ngươi không biết. Để ta viết một chữ đơn giản thôi. Chữ nhất. Trên đất viết một chữ nhất chính là Dương. Thì ra ngài là Dương gia. Thảo dân thỉnh an Dương gia. Thỉnh an Dương gia. Bây giờ còn chưa phải. Tương lai ngài nhất định sẽ như vậy mà. Đa tạ. Không dám. Ta thấy vị công tử này phong thái bất phàm, tương lai nhất định sẽ trên ngài chứ không dưới ngài đâu. Nếu như chữ Dương mà thêm một chấm á, vậy thì ngài chính là Ngươi nói bậy bạ cái gì vậy? Quả nhiên lợi hại. Một vị sẽ là Dương gia tương lai, còn một vị sẽ là vua tương lai. Thật là lợi hại. Tam gia. Quả nhiên là ngang bình. Lợi hại, bội phục. Không liên quan gì tôi nha. Tam gia. Hoàng thượng bất giận. Cũng tại hắn, chính là hắn đó. Tại hắn đó. Quỳnh nói bậy gì vậy? Được rồi Nạp Lan, trẫm đã nhịn ngươi lâu rồi. Hoàng thượng, ta cũng nhịn ngươi lâu rồi đó. Bên ngoài đều nói nhiều bài văn của trẫm là do ngươi giết thay cho, có phải vậy không? Không dám. Hoàng thượng nếu như cứ tiếp tục như vậy,
thì địa vị sau này của trẫm cũng sẽ do người thay thế luôn. Đô tài không dám. Còn ngươi nữa, Lâm Thiên Bảo. Hoàng thượng, chúng mình là một phe mà. Lúc mới vào cung, ngươi dễ thương biết bao nhiêu, thông minh biết bao nhiêu, lúc nào ngươi cũng hiểu chuyện. Còn bây giờ ngay cả bữa cơm cũng muốn dành thức ăn với trẫm là sao? Hoàng thượng, thần... Ngươi có ý gì? Rõ ràng là ngươi giật chén cơm của trẫm có phải gì không? Vâng, hoàng thượng, hoàng thượng bất giận, hoàng thượng bất giận. Không phải hai người sắp sửa giật chén cơm của trẫm sao? Vậy thì trẫm giật chén cơm của hai người trước. Nghe đây, bây giờ trẫm giáng chức hai người làm ăn mày. Hả? Suốt đời xin ăn mà sống. Hoàng thượng, Nạp Lan Dung Nhược, sau này không được ngâm thơ vẽ tranh. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng, lỡ như thần ăn xin rồi khá giả, kiếp này không thể làm ăn mày được thì sao? Ăn mày mà cũng khá giả. Hả? Nếu như không có trẫm, hai chẳng có con khỉ. Nếu như trẫm còn nghe thêm nửa câu thì trẫm sẽ chặt đầu của hai người xuống. Còn nữa, nếu như có khả năng thì ráng làm ban chủ cái băng cho trẫm xem. Hoàng thượng, mau thông báo cho trưởng lão của các ngươi, nói Lâm Thiên Bảo và Nạp Lan Dung Nhược xảy ra chuyện rồi. Dạ. Thật không ngờ nhờ ta ngang tài với Khổng Minh nên mới dễ dàng trừ đi hai mối họa cho thiên địa hội của chúng ta như vậy. Quan thượng, nói trở mặt là trở mặt ngay. Mới hồi sáng còn là nhất phẩm đại quan, bây giờ lại trở thành ăn mày rồi. Nhật nhật thịnh bôi tủ mãn, triều triều tiểu phố quá khai. Ê, hoàng thượng đã nói không cho huynh ngâm thơ vẽ tranh nữa, sao huynh còn dám kháng chỉ chứ? Thiên Bảo, ta cảm thấy hoàng thượng của chúng ta đã thay đổi rồi đó. Hoàng thượng thay đổi, không còn giống như hoàng thượng nữa. Hả? Hoàng thượng thay đổi, nói đổi thì đổi. Hay là bây giờ chúng ta thay quần áo đi làm ăn mày đi, làm cái gì phải cho giống cái đó chứ? Đi cái gì chứ? Hả? Ta là người có học, sao có thể mặc bộ quần áo ăn mày? Ngoan ngoãn làm ăn mày đi. Không phải hoàng thượng đã nói chúng ta có thể làm ban chủ cái ban sao? Đến lúc đó ta có thể hiệu triệu trăm vạn ăn mày, ta tạo phản. Không biết hoàng thượng phải bỏ ra bao nhiêu ngân lượng để mua. Chuyện quan trọng trước mắt chính là phải luyện giáng long thập bát chưởng. Chủ Ngai Khanh, có phát hiện trong báo quan văn võ thiếu mất hai người không? Dạng tuổi, sao không thấy vị đại nhân Lâm Thiên Bảo và Nạp Lan Dung Nhược vào chầu vậy? Trẫm đã giáng chức Lâm Thiên Bảo và Nạp Lan Dung Nhược làm ăn mày, bây giờ đang lưu lạc đầu đường. Dám hỏi hoàng thượng, tại sao lại giáng chức cho họ làm ăn mày vậy? Tên Lâm Thiên Bảo lời nói không đàng hoàng, nhiều lần đùa cợt trẫm. Còn tên Nạp Lan Dung Nhược tự xưng tài cao bát đẩu, khẩu xuất cuồng ngôn, dám nói dân chuyện của trẫm đều do hắn giết, càng đáng ghét hơn là hai tên đó lại dám mua chuộc bọn giang hồ thuộc sĩ, mượn miệng của chúng giọng ông phạm thượng. Khải bẩm hoàng thượng, chúng thần đã niêm phong nhà của Lâm Thiên Bảo trên dưới 31 người và bị đuổi ra khỏi cửa. Ngoài ra trong mật thất của nhà Lâm Thiên Bảo còn phát hiện thấy hình sa đọa của nữ nhân. Qua kiểm chứng chắc chắn đúng là hình chân dung của phản tặc Nam Cung Tử Lâm. Ở đây có rất nhiều tấm, mời hoàng thượng xem. Lâm Thiên Bảo to gan, lại dám lấy sách ảnh của nữ tặc thiên địa hội làm công cụ để dâm loạn. Tác phong bại hoại, cuộc sống đen tối. Phía Dương Cổ, người phải tra xét cho kỹ. Nếu phát hiện hắn thực sự có cấu kết với thiên địa hội thì bắt hắn cũng chưa muộn. Dạ, dạ. Bây giờ trẫm phải xem thử hắn làm sao làm ăn mày đi. Hoàng thượng, thần và Lâm Thiên Bảo với Nạp Lan Dung Nhược tình như thủ túc, lại cùng được hoàng thượng phong làm ngữ tiền tứ bảo. Thần hiểu họ rất rõ, bọn họ tuyệt đối
rất bậc trung thành, một lòng một dạ với hoàng thượng. Xin hoàng thượng hãy minh xét. Xin hoàng thượng minh xét. Vô lễ. Hai người nói vậy rõ ràng là nói trẫm đổ quan cho chúng à. Dạ không phải hoàng thượng à. Có điều thần thấy cho dù lời nói của họ có sơ suất gì cũng không nên đối đãi với họ như vậy. To gan. Theo ý ngươi, rõ ràng ngươi nói trẫm là hôn quân. Hoàng thượng. Người đâu, gỡ giải mũ của hắn xuống, đuổi ra khỏi cung, suốt đời không được thu dụng. Hoàng thượng. Ai còn dám cầu xin, trẫm sẽ xử luôn kẻ đó. Lập tức chiếu cáo thiên hạ, mỗi người ở đây không ai được tiếp tế cho ba tên đó. Nếu như phát hiện có kẻ tiếp tế, trẫm sẽ nghiêm trị không tha. Bãi triều. Nạp Lan Dung Nhược và Lâm Thiên Bảo có thể bây giờ đang xin ăn bữa sáng. Thật là không thể tưởng tượng được bộ dạng xin ăn của họ. Làm quan thì Quynh biết, còn ăn mài thì Quynh không biết đâu. Dạy cho Quynh nè, chương thứ nhất nhập môn ăn mài á, là thấy ai á cũng phải nghĩ là họ có gia dế lớn hơn chúng ta, như là đại ca, đại tỷ, thúc thúc, gì gì, ông nội, bà nội cho tiền đi. Chương thứ hai của nhập môn ăn mài á, là cả nhà của mình đều chết ráo, thúc thúc gì ta, cha ta, tất cả đều chết hết. Mẹ ta cũng chết, ta còn chưa cưới vợ, nhưng con trai của ta cũng chết luôn rồi. Chương thứ ba của nhập môn ăn mài là... Rồi. Hả? Thiên Bảo à, không cần nói. Hay là chúng ta mỗi người đi một đường. Sau này gặp lại đi. Nè, cho Quynh cái chén nè. Ê, ca giao ăn xin ta còn chưa dạy Quynh mà. Không biết ca thì Quynh không xin được cơm đâu. Khi thô sản phá trừ giàu phán, cơ quay xuôi biên sang cơ chén, bao tử màn thấu dung theo hóa chuyện. Lâm phủ. Để ra. Đuổi họ đi, nhanh lên. Đi. Hoàng thượng thiệt là Thiên Bảo đã lập công lớn như vậy mà nói giáng chức thì giáng chức, còn tịch thu nhà cửa nữa. Ai bảo Thiên Bảo đắc tội với hoàng thượng? Bảo bọn họ gom góp đi về quê đi, coi như hoàng thượng khai ân rồi, còn không mau đi. Ngươi làm gì lo dữ vậy? Đi đi đi. Nè, niệm pháp đi. Nhị vị phu nhân, đại lão gia đang chuẩn bị thuyền ở bến sông, mời nhị vị phu nhân về Giang Nam. Về Giang Nam hả? Đi thôi. Phu nhân à, lên xe đi. Nhị vị phu nhân cho chút tiền, làm ơn cho chú chút tiền đi. Dạ cảm ơn. Thiên Bảo của chúng ta bây giờ không giống như hắn rồi. Tội nghiệp quá. Ngọc Kiều à, sau này chúng ta thấy tên ăn mày nào thì cho hắn một đồng, không chừng có thể đến được chỗ của Thiên Bảo chúng ta đó. Phải chứ. Phu nhân à, lên xe đi. Nè à, nhị phu nhân, phu nhân lên xe đi, lên xe đằng kia kìa. Rồi đi thôi, đi thôi. Dương, ăn mày, ăn mày à, cho người một đồng nè, cho người một đồng nè, ăn mày nè. Đi. Vậy? Lý đại nhân, ta là Lâm Thiên Bảo. Ủa, Lâm Thiên Bảo, Lâm đại nhân, tại sao lại sa sút đến nước này? Lý đại nhân,
cho vài đồng đi. Đã 3 ngày tôi chưa có hộp cơm nào, ông hãy tội nghiệp tôi đi mà. Không được, không được, hoàng thượng có chỉ không được tiếp tế cho người. Niệm tình chúng ta quen biết xưa kia, ông cho vài đồng đi. Hoàng thượng không biết đâu, hả? Hoàng thượng không biết đâu mà. Bộ dạng của ngươi như vậy á, làm ảnh hưởng bộ mặt của phố xá. Người đâu, dạy hắn đi. Lý đại nhân. Thể kiểu. Lý đại nhân. Lý đại nhân, Lý đại nhân, Lý đại nhân. Để ra đi. Thí chủ. Hả? Nè, thí chủ. Thì ra là A Di Đà Phật. Thí chủ còn nhận ra mừng đạo mới cách biệt mà đã 2 năm rồi. Hả? Người từng gặp sư phụ Thiết Ấn đại sư của ta. Phương trưởng, xin hỏi phương trưởng, ta mắc bệnh gì? Thật tình không dám giấu, thí chủ bắt bệnh lao phổi rồi. Xem ra ta không còn sống được bao lâu nữa rồi. Bệnh của người do tất tình làm tổn thương, không thuốc nào có thể trị được, chỉ có chuyên tâm điều dưỡng mới có thể trở lại như xưa. Phương trưởng không cần an ủi tôi, tôi biết tôi không sống được bao lâu nữa rồi. Tôi phải đi rồi. Thí chủ, ta còn chuyện phải làm, xin cáo biệt tại đây. Bần tăng tặng người một bình thuốc, mặc dù không phải là linh đơn diệu dược gì, nhưng mà ngoài ra còn tặng người một quyển Ma Ha Chỉ Quan, lúc rảnh để nghiên cứu sẽ có lợi đối với bệnh của người đó. Một quyển sách mà cũng có thể trị được bệnh lao, chỉ uổng công vô ích thôi. Đa tạ phương trưởng. A Di Đà Phật. Ông xã. Tỉnh rồi. Không phải ta đang nằm mơ chứ? Không phải. Ta có bệnh lao,
có thể lây đó. Hả? Bệnh Minh Lao. Trời, Thiên Bảo, Huynh chết rồi, Muội làm sao mà sống được đây Thiên Bảo? Ta còn chưa chết mà. Mạnh Như Nhạn, sao chị có thể nói những lời bậy bạ như vậy? Sao hả? Thiên Bảo à, lời của tỷ ấy Huynh đừng để trong lòng. Huynh còn thứ gì chưa ăn, chưa uống, ước nguyện gì chưa hoàn thành thì Huynh cứ nói với Muội đi. Đúng rồi. Lời này cũng còn một chút. Cái gì? Muội cũng mong ta chết sao? Trời ơi, Muội có Muội kìa. Thiên Bảo, đừng nghe lời cổ. Thiên Bảo. Hai người tránh ra đi. Ta có lời muốn nói với Thiên Bảo. Thiên Bảo. Thiên Bảo. Được rồi, được rồi. Con ra ngoài trước. Được cha, rồi. Cha chiếu cố cho hắn. Được rồi, được rồi. Thiên Bảo, lão phu giữ ngươi lại là nguy hiểm vô cùng. Lão phu không có con trai, nên tuổi già lão phu chỉ trông cậy vào ngươi thôi. Bây giờ ngươi đã đắc tội với hoàng thượng. Bây giờ ngươi mắc bệnh phổi, vợ sống vợ chết như vậy, giống như con rắn chết giữa quấn trên người. Ngươi nói đi, con gái ta phải làm sao? Rốt cuộc thì ngươi dự định làm sao? Con không thể liên lụy mọi người. Con đi đây. Trời ơi Thiên Bảo à, Huynh không thể đi. Cha, tại sao cha ác như vậy chứ? Huynh ấy đã trở thành như vậy mà cha còn ép Huynh ấy phải chết sao? Đừng về vợ Huynh ấy nữa mà cha. Nhỏ Bạch, các người cũng không ai tốt cả. Ta nói là không được. Đi, bỏ Huynh ấy ra. Bỏ Huynh ấy ra đi. Thiên Bảo, bỏ ra đi. Thiên Bảo. Sau khi hai người làm vợ ta, chưa từng cho ta đồng nào cả. Đây là đồng tiền duy nhất mà Muội cho ta, trả cho Muội. Thiên Bảo, ta đi đây. Thiên Bảo, Huynh không thể chết được. Thiên Bảo, Thiên Bảo, đừng chết mà. Chết mà. Thiên Bảo, Thiên Bảo, Thiên Bảo, lại đi. Thiên Bảo, cha, cha nhìn kia. Thiên Bảo, Thiên Bảo, Thiên Bảo, Thiên Bảo, Thiên Bảo. Được rồi, ta sẽ cho tiền đại phu khám bệnh cho. Theo ta thấy, trong đó ắt có vàng trá. Lâm Thiên Bảo rất là xảo quyệt. Chuyện ở Hiền Đạt thư viện, thiên địa hội chúng ta hầu như phải chôn vùi trong tay hắn. Chúng ta không thể không đề phòng. Phải được. Theo ta thấy, tên tiểu tử Lâm Thiên Bảo lần này nhất định là giả bộ bệnh rồi. Nếu như bệnh lâm phổi của hắn là thật thì sao đây? Mặc kệ hắn bệnh thật hay giả, chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm. Các vị đà chủ, chúng ta xử trí Lâm Thiên Bảo thế nào đây? Đừng bước dây động rừng, dẫn hắn lên đảo đi. Chúng tôi cáo từ trước. Các vị đi thông thả. Cứ yên tâm đi, thần y trên núi nhất định sẽ trị khỏi bệnh của Thiên Bảo mà. Các người đi thuyền qua sông, đợi ta lo liệu xong xuôi mọi việc rồi sau đó gặp lại, có được không? Như vậy đi ha. Chăm sóc Thiên Bảo cho tốt nha cha. Nếu chưa trị không khỏi thì đừng hắn thôi con. Thôi được rồi, được rồi, không có chuyện gì đâu. Đương nhiên là không sao mà. Cha chăm sóc Thiên Bảo thật tốt nha. Nếu mà hắn không khỏi được á thì con nhất định phải thôi hắn. Được rồi, nhất định sẽ trị khỏi mà. À, nhất định chăm sóc cho kỹ Thiên Bảo nha. Yên tâm đi, không sao đâu hả? Đi đi đi, về đi. Đi về đi. Mọi người bảo trọng nghe cha. Thiên Bảo. Nhạc phụ nói vị thần y đó y thuật cao minh như vậy thiệt sao? Đương nhiên. Nhạc phụ phu trương như vậy
có mua bán gì không? Mua muối lậu. Để vô xem đi, hàng rẻ hàng đẹp đây. Tiểu thơ, ghé vô xem đi. Ghé vô đây. Có, ở đây. Tiểu thơ cứ lựa tự nhiên ha. Ở đây có bán dưa hấu. Ê, huynh đệ, lần đầu tiên ta bán phải không? À, phải á. Thì viết bán dưa hấu được rồi, cần gì phải viết chữ ở đây nữa. Chỉ... bán dưa hấu. À, xin mời, xin. Đồ ngốc, dưa hấu rành rành để trên chiếu mát mà ngươi còn viết chữ dưa hấu làm chi cho dư vậy? Đúng là đồ ngu, thiệt là ngu. Con người ngươi á. Hey, ngươi cũng thiệt dở hơi nha. Dưa hấu bày ở đây thì đương nhiên để bán rồi, còn viết chữ bán nữa. Trời ơi, ngươi nhìn nè, bọn ta đâu có viết gì đâu. À, đồ ngốc. Đồ ngốc quá. Ngu, thiệt là ngu. Cha. À, ông chủ à, dưa hấu này có bán không vậy? À, bán. Đương nhiên là bán rồi. Làm ăn mà không biết làm ăn, ít nhất cũng phải viết kế bên là ở đây bán dưa hấu. Nếu không ai biết bán dưa hấu mà mua chứ. Thiệt là. Bị lừa rồi. Bán dưa hấu. Trong các đại thần văn võ toàn triều của Trẫm, rốt cuộc cũng có một người có thể hiểu được dụng ý của Trẫm. À, quan thượng, thần cũng phải suy nghĩ nhiều ngày mới hiểu ra. À, người thấy kế hoạch của Trẫm như thế nào? Bẩm quan thượng, kế hoạch này hay vô cùng, nhưng phải làm khó ba người họ rồi. Cũng đâu còn cách nào khác. Lần trước lúc Trẫm xuống giang nam tuần tra mới biết thế lực của cái bang quá hùng mạnh, lại thêm các dư đảng của thiên địa hội thường xuyên lôi kéo cái bang. Nếu như bọn chúng cấu kết với nhau, vậy thì nguy to. Quan thượng, theo thần biết số đệ tử cái bang đã đạt đến hơn 130 vạn rồi. Chúng phát triển nhanh vậy sao? Dạ phải. Hà Nam, Hà Bắc thường xuyên hạn hán, mùa màng mất trắng. Năm tỉnh qua đông hồng thủy lan tràn, ba tánh phiêu bạc không nơi nương tựa. Đệ tử cái bang mượn cơ hội này mở rộng thế lực của mình. Cứ theo đà này thì không đầy một tháng, số người của cái bang sẽ đạt đến con số là 300 vạn. Vậy thì không được rồi. Trẫm hy vọng họ có thể trừ đi những mối nguy nan của Trẫm. Ê quan thượng, hay là nói thật cho bọn họ biết có được không? Không được, người không biết thế lực của cái bang hùng mạnh thế nào đâu. Không chỉ trong các quan lại các châu huyện có người của chúng, mà ngay cái văn võ bá quan trong triều cũng có đồng đảng của chúng. Nếu như Trẫm nói cho họ biết, không cẩn thận sẽ lộ tin tức ra ngoài, vậy càng có hại cho họ. Quan thượng, nếu họ không biết sự thật thì làm sao có thể vào nội bộ của cái bang? Trong ta có địch, trong địch có ta. Người của Trẫm đã vào trong cái bang rồi, nên sẽ có người tiếp ứng cho họ. Hơn nữa, cái tên Thiên Bảo vốn xuất thân là ăn mày, nên sẽ không có nguy hiểm gì. Quan thượng, ngài thật là mưu tính sâu xa, thần bội phục sát đất. E là ba tên đó đang mắng Trẫm là hôn quân, có đúng vậy không? Ba tên này. Đi vào, thần kia đang ở trên núi. Đi vào lên đi. Đi nhanh lên. Đi. Đi. Kẻ lớn phục quốc trông cậy hết vào chúng. Phải đó,
sau này khởi sự có thể dùng những châu báu này để chiêu mộ anh hùng thiên hạ. Đây chính là tâm huyết 30 năm của Thiên Địa Hội chúng ta. Thiên vào sơn động đi. Dạ. Đi, nhảy lên. Dạ. Đi. 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 Đó. Hết đường rồi. Đi đi. Hết đường. Đi đi. Qua cầu hả? Đừng có đẩy. Lâm Thiên Bảo, người nghe đây, ngày này năm sau là ngày giỗ của người đó. Cha vợ, cha muốn giết con sao không chịu nói sớm một chút? Con mắc bệnh phổi, sớm muộn gì cũng chết. Cha vợ hạ tất phải cứu sống con, lại bảo con ngồi xe ngựa leo lên núi, lại đi đường, lại qua sông. Cầm miệng lại. Con sắp chết rồi, cho con nói thêm vài câu được không? Không được nói. Để lão phu cho người chết một cách thanh thản. Lão phu chính là hương chủ của Tiền Ngũ Đường Thiên Địa Hội. Ngươi là kẻ thù của Thiên Địa Hội. Các huynh đệ trong Thiên Địa Hội ai cũng muốn tiêu diệt ngươi. Xuống đi. Con quen biết cha vợ đã 2 năm rồi. Cha vợ hoàn toàn có thể tìm cơ hội. Thần không biết quỷ không hay để giết con. Làm gì phải đợi tới bây giờ chứ. 2 năm nay tin tức tình báo chủ yếu mà Thiên Địa Hội có được là do Lâm đại nhân người cung cấp đó. Vách núi hả? Hay... cái gọi là nhảy chân là trước khi nhảy, mặt đối diện vách núi treo leo, phía sau có kẻ địch đang giận dữ. Sau đó giống như là hy sinh vì nghĩa lớn mà lộn xuống. Ưu điểm của nhảy chân chính là... như này, thiên tử thanh minh, bá tánh ủng hộ tôn sùng, mọi người an cư lạc nghiệp. Thì ban loạn thần tật tử các ngươi lại muốn phản thanh phục minh gì đó, gây ra sóng gió, sẽ có một ngày chiến sự bùng phát. Người chịu đau thương không phải là lão bá tánh hay sao? Các người có nghĩ đến chuyện sinh linh đồ tháng, nhà cửa tan nát chưa hả? Được sống yên bình chính là điều mà mỗi lão bá tánh đều mong muốn đó. Nhảy xuống rồi. Lâm Thiên Bảo ta là đại trượng phu đỉnh thiên lập địa. Hôm nay có chết cũng phải chết một cách thật kiên cường bất khuất. Tốt, có khi phách là phu cho ngươi tội nguyện. Xuống đi. Vậy ta thật đó. Nhảy. Đừng cản ta nha. Ai mà cản ngươi. Hay là cùng ạ.